Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với bản tin thời sự trên kênh Bản tin 24 giờ. Lời đầu tiên cho phép tôi xin được gửi lời chào, lời chúc sức khỏe đến quý khán thính giả đã luôn quan tâm, đồng hành và ủng hộ cho ban biên tập chúng tôi để chúng tôi có thêm động lực gửi tới quý vị và khán giả những video hữu ích nhất về tình hình an ninh, chính trị, xã hội diễn ra trong 24 giờ qua. Và ngay sau đây là những tin chính có trong chương trình. Đội cứu hộ kêu gọi hỗ trợ để thu hồi thi thể ở Libya. Các đội cứu hộ kêu gọi quốc tế hỗ trợ thiết bị đặc dụng để thu hồi thi thể nạn nhân lũ quét ở Libya. Hơn một tuần sau thảm kịch lũ quét tại phía đông Libya, các đội cứu hộ cho hay phần lớn thi thể đều ở dưới nước, các thi thể đang phân hủy nghiêm trọng. Một số trong tình trạng không thể thu hồi, chúng tôi cần hỗ trợ để hoạt động hiệu quả hơn. Nhóm cứu hộ Tunisia nói trong cuộc gặp cùng các nhóm Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Italia, các nước Arab ở thành phố Dena, các nhóm từ các tiểu vương quốc Arab Thống Nhất, Ai Cập và Algeria, cho biết họ đã tìm thấy thi thể tại các vịnh ở Địa Trung Hải, trong đó có những khu vực chỉ có thể tiếp cận bằng thuyền đặc dụng. Đại diện Angela đã phát hiện khoảng 50 thi thể tại một vách núi cách cảng Dena khoảng 7 hải lý 13 km, song chỉ thợ lặn và thuyền đặc dụng mới có thể tiếp cận được. Nếu có thuyền phù hợp, chúng tôi có thể vớt 100 thi thể mỗi ngày, đại diện của nhóm Ai Cập nói. Ngày 10 tháng 9, bão Daniel quét qua Địa Trung Hải, tấn công Libya. Cơn bão kéo theo mưa lớn khiến cho hai con đập trên thượng nguồn của sông chảy qua thành phố Dena vỡ hôm 11 tháng 9. Dòng lũ như sóng thần cao 7 mét đổ về đô thị 90.000 dân, tàn phá và cuốn trôi mọi thứ ra biển. Ngày 17 tháng 9, Liên Hợp Quốc cho biết có khoảng 4.000 người thiệt mạng trong thảm họa trên. Đa số các bệnh viện ở Dena bị phá hủy, hai bên bờ con sông Tử Thần đã trở thành điểm tập trung để vận chuyển an táng thi thể, tránh thảm kịch bệnh nối tiếp. Đến ngày 16 tháng 9, nhiều thi thể không còn có thể nhận dạng. Dena từng là thành phố đẹp nhất trong mắt Atma Awas, tình nguyện viên mất nhiều người thân trong thảm kịch. Cô thường gọi thành phố là nàng tiên cá. Chúng tôi không biết liệu Dena có còn vực dậy được nữa hay không. Cô đặt ra câu hỏi trước khi bật khóc. Đội cứu hộ của Masta cử đến Libya để cứu trợ ứng phó thảm họa lũ quét đã tìm thấy hàng trăm thi thể các nạn nhân dạt vào bờ biển. Chúng tôi tìm thấy khoảng 400 thi thể nhưng thật khó có thể đưa ra con số chính xác. Natalino Benzina, chỉ huy đội cứu hộ 72 người được cử đến Masta để hỗ trợ thành phố Dena của Libya ngày 16 tháng 9 thông báo. Theo Bộ Phòng vệ Dân sự Masta, khu vực tập trung số lượng lớn thi thể các nạn nhân lũ quét được tìm thấy bởi 4 chuyên viên cứu hộ vào sáng ngày 15 tháng 9, khi họ dùng thiết bị bay không người lái để tìm kiếm nạn nhân trôi giặt ngoài biển. Ban đầu nhóm xác định được 7 thi thể với 3 nạn nhân là trẻ em trong một hang động nửa chìm nửa nổi ở ven biển. Tuy nhiên, càng tổ chức tìm kiếm xa hơn dọc theo bờ biển Dena cùng người dân và lực lượng cứu hộ địa phương, nhóm chuyên viên Masta càng phát hiện thêm nhiều nạn nhân, phần lớn thi thể dạt vào một vịnh nhỏ gần thành phố. Nỗ lực trục vớt các thi thể khỏi vịnh gặp nhiều khó khăn do gió mạnh. Nhóm cứu hộ Masta bước đầu đã đưa được 10 thi thể khỏi khu vực, sau đó hỗ trợ lực lượng cứu hộ và người dân địa phương đưa thêm 60 thi thể vào đất liền. Đội cứu hộ sau khi thu thập thi thể sẽ bàn giao về đầu mối chung là cơ quan chính quyền Libya. Cũng trong ngày 15 tháng 9, đội cứu hộ Masta hỗ trợ giải cứu một thợ lặn Libya gặp nạn khi đang tìm kiếm nạn nhân. Nhân viên cứu hộ Libya đưa được vào bờ không còn mạch, nhưng đội y tế đã hồi sức cho anh ấy thành công, sau đó chuyển anh ấy đến cấp cứu. Benzina cho biết người dân Libya rất xem trọng nỗ lực tìm kiếm thi thể nạn nhân ở Dena vì họ mong muốn được chôn cất người thân theo đúng phong tục và quy định tôn giáo. Mưa lớn do ảnh hưởng của bão Daniel hồi đầu tuần khiến cho hai con đập trên thượng nguồn của dòng sông chảy qua thành phố Dena bị vỡ. Dòng nước lũ ảo ạt đổ về đô thị 90.000 dân, tàn phá và cuốn trôi mọi thứ ra biển. Tổ chức Trăng Lưỡi Liềm Đỏ Libya ngày 14 tháng 9 cho biết 11.300 người được xác nhận là đã thiệt mạng trong thảm họa lũ quét ở Dena, trong đó có gần 2.000 thi thể đã bị lũ cuốn trôi ra biển. Giới chức thành phố Dena tin rằng số người chết có thể lên tới 20.000 người. Dena đã trải qua nhiều chính quyền khác nhau nhưng nhìn chung khu vực này nằm dưới sự kiểm soát của chính quyền quân sự do tướng Khalifa Haftar lãnh đạo ở miền đông. Đội cứu hộ từ Ai Cập, Tunisia, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar đã đến Libya. Thổ Nhĩ Kỳ cử tàu chở thiết bị tới thành lập 2 bệnh viện dã chiến. Italia gửi 3 máy bay tiếp tế và nhân sự cùng 2 tàu hải quân. Tuy nhiên, các tàu gặp khó khăn trong việc giữ hàng vì cảng Dena gần như không thể sử dụng được. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết sẽ trích 2 triệu USD từ quỹ khẩn cấp để hỗ trợ các nạn nhân, gọi là lũ lụt Libya là thảm họa có quy mô lớn. Nguy cơ dịch bệnh trực trở ở Libya sau trận lũ quét, hàng nghìn thi thể bị chôn vùi dưới đống đất trôi giạt trên bờ biển của Libya sau trận lũ quét, gây ra lo ngại về dịch bệnh quy mô lớn bùng phát. Đã vài ngày trôi qua sau trận lũ quét, những thi thể bị mắc kẹt bắt đầu phân hủy. Hamed Saoutien, đại diện Tổ chức Y tế Thế giới WHO tại Libya ngày 14 tháng 9 cho hay, đây sẽ là một thảm họa về môi trường. Tổ chức Trăng Lưỡi Liềm Đỏ ở Libya ngày 14 tháng 9 cho biết 11.300 người được xác nhận là đã thiệt mạng trong thảm họa, 10.100 người được báo cáo là mất tích, có thể đang bị chôn vùi ở dưới những tòa nhà đổ nát hoặc bị dòng lũ cuốn ra biển. Giới chức nhận định số người chết có thể lên tới 20.000 người, hy vọng tìm thấy những nạn nhân sống sót, dần tắt.
và nỗ lực cứu hộ chuyển sang tập trung vào khắc phục thiệt hại. Derna, thành phố ven biển do chính quyền của lãnh chúa quân sự Khalifa Haftar kiểm soát, bắt đầu hứng chịu trận lũ từ ngày 10 tháng 9. Bão Daniel trút lượng mưa 40cm trong vòng 24 giờ xuống vùng duyên hải đông bắc của Libya. Khu vực thường chỉ mưa khoảng 15mm vào tháng 9 hàng năm. Một ngày sau, hai con đập trên thượng nguồn dòng sông chảy qua Derna bị vỡ, tạo thành trận lũ quét như sóng thần, cao tới 7m ập xuống thành phố, tàn phá nhà cửa và cuốn trôi mọi thứ ra biển. Các đội cứu hộ đang tìm kiếm những người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát. Nhưng Gaiti cho hay, thành phố 100.000 dân này cũng cần các đội chuyên thu thập những thi thể nằm rải rác trên đất liền và trên biển để tránh một thảm kịch dịch bệnh nối tiếp. Tôi e rằng thành phố sẽ bùng phát dịch bệnh do lượng lớn thi thể chưa được thu thập, ông nói. Công tác thu hồi thi thể gặp nhiều thách thức bởi cơ sở hạ tầng yếu kém. Chúng tôi không đủ nguồn lực, thậm chí không đủ khẩu trang và găng tay. Abdul Qadir Salek, thành viên Ủy ban Hướng đạo sinh của Derna ngày 14 tháng 9 cho biết, hôm qua chúng tôi phát hiện nhiều thi thể nhưng không thể đưa ra ngoài. Chúng tôi cần máy ủi, thiết bị, thậm chí cả xẻng. Một số quốc gia đã điều động lực lượng cứu hộ sang giúp đỡ, trong đó có Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, Jordan, Tunisia, Algeria, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Pháp và một số nước khác. Trên biển, đội người nhái và các đơn vị tổ chức quân đội quốc gia Libya, nhóm vũ trang kiểm soát miền đông Libya đang trục vớt thi thể trên biển của Địa Trung Hải. Mohamed Alizak, nhà phân tích đứng đầu công ty tư vấn Libya Desk, có trụ sở tại Benghazi cho hay, đa số các bệnh viện ở Derna đã bị phá hủy. Các đội cứu hộ đưa thi thể tới một phòng khám nhỏ để người nhà tới nhận dạng và cấp giấy chứng tử. Nhưng họ nhận ra xác bắt đầu phân hủy, vì vậy chỉ còn cách chụp ảnh nhận dạng rồi đưa vào chôn trong mộ tập thể, ông nói. Người chết không ngừng được tìm thấy, tử khí tràn ngập khắp nơi. Osama Ali, phát ngôn viên dịch vụ cấp cứu của chính quyền kiểm soát miền Tây Libya cho biết, số người chết không ngừng tăng lên. Có nơi chúng tôi di chuyển tới 500 thi thể, ông nói. Giải thích lý do chính quyền phải đào mộ tập thể. Naguib Tahoni, bác sĩ tại bệnh viện lớn nhất gần Derna cho hay, không đủ túi để đựng thi thể. Do các vùng đất ở Derna vẫn ngập nước, chính quyền đã quyết định điểm chôn cất bên ngoài thành phố. Nhưng những nơi này cũng quá tải, buộc họ phải tìm kiếm những khu vực mới. Elizak cho biết, một vấn đề khác gây lo ngại là thành phố thiếu nước sạch. Lũ làm tắc nghẽn hệ thống thoát nước khiến cho người dân có nguy cơ uống phải nước nhiễm khuẩn. Ngoài xác người chết, chính quyền cũng phải dọn dẹp xác động vật để đảm bảo không bùng phát dịch bệnh và gây ô nhiễm. Khi được hỏi liệu có thể sinh sống ở Derna nữa hay không, Tohoni cho biết, người dân mất việc làm, mất nhà cửa, thành phố đối mặt với nguy cơ mất vệ sinh nghiêm trọng. Bên cạnh các vấn đề về nguồn nước, nhu yếu phẩm và bệnh viện, đây không còn là thành phố có thể sinh sống được nữa, ông nói, sẽ có sự di dời dân số quy mô lớn.
quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Nếu quý vị thấy hay, hãy nhấn like và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những video tiếp theo của ban biên tập chúng tôi nhé. Một lần nữa, thay mặt cho ekip làm chương trình, thì Vân xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.